Trong quá trình hội nhập quốc tế, kỹ năng là rất quan trọng, đặc biệt là kỹ năng Anh ngữ. Do đó, ngay trong chương trình đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Luật đã xác định chuẩn đầu ra Anh văn đối với tất cả các ngành học theo chuẩn quốc tế. Xây dựng môi trường để đoàn viên thanh niên trau dồi kỹ năng Anh ngữ trong quá trình hội nhập, không chỉ nghe nói đọc viết thành thạo mà còn phải thể hiện những khả năng và tài năng tiếng Anh một cách tự tin, bản lĩnh. Nắm bắt được nhu cầu đó, các cơ sở đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đa dạng hóa phương thức thực hiện. Hòa chung không khí đó, Đoàn khoa Kinh tế Đối ngoại đã truyền tải những nội dung này qua hai chương trình trọng điểm là Magic Window và Hội trại Anh ngữ, nhằm tạo một môi trường rèn luyện kỹ năng Anh ngữ, tự tin, bản lĩnh, sáng tạo đến với sinh viên toàn trường, đồng thời tạo điều kiện trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết khác khi hội nhập quốc tế đến với đoàn viên, sinh viên tham gia. Magic Window là một cuộc thi văn nghệ Anh ngữ được tổ chức 2 năm một lần với các chủ đề phong phú, đa dạng. Chương trình là một cuộc tranh tài gây cấn, hấp dẫn để các bạn thỏa sức đam mê ca hát và hoàn thiện kỹ năng ngoại ngữ của mình. Qua 2 lần tổ chức và thành công rực rỡ, chương trình đã gây được tiếng vang lớn, để lại ấn tượng sâu sắc cho sinh viên tham gia. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, với chủ đề Window on Culture, Magic Window đã thực sự trở thành chiếc cầu nối, đưa nền văn hóa của các nước ASEAN lại gần hơn với hơn 300 sinh viên tham dự, giúp các bạn tự tin hơn khi ngày thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN đang đến gần. IACAM được xem là hội trại Anh ngữ truyền thống của khoa. Đối tượng của hội trại là toàn thể sinh viên Trường Đại học Kinh tế Luật có khả năng tiếng Anh tương đối khá. Vì toàn bộ những người tham gia hội trại đều phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và tham gia các hoạt động. Chương trình hội trại được thiết kế nhiều nội dung phong phú, giúp đoàn viên thanh niên có nhiều môi trường để trải nghiệm, trau dồi kiến thức Anh văn và các kiến thức hội nhập quốc tế với các hoạt động như cánh cửa hội nhập, kỹ năng hội nhập, văn hóa hội nhập và con đường hội nhập. Các bạn sinh viên của chúng ta không chỉ được trau dồi, ôn luyện các kiến thức sẵn có của mình về nền văn hóa ASEAN mà còn được thử thách trải nghiệm với các phần thi vận động, văn nghệ thú vị. Qua đó cung cấp cho các bạn kiến thức liên quan đến các nguyên tắc hội nhập, tìm hiểu về văn hóa làm việc tại các công ty đa quốc gia, văn hóa giao tiếp quốc tế, kỹ năng du học, v.v. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, công tác truyền thông cho hai chương trình được đầu tư kỹ lưỡng trên nhiều phương diện, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm đông đảo của sinh viên. Không chỉ sinh viên trong trường, mà chương trình còn thu hút sinh viên các trường bạn như Đại học Hoa Sen, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Mở, Đại học Ngân hàng. Nét đặc sắc trong văn hóa của 15 quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Anh, Italia và Mỹ đều được thể hiện rõ nét trong cả hai chương trình. Sau khi kết thúc mỗi chương trình, các sinh viên tham gia làm phiếu khảo sát về những nội dung đạt được, đặc biệt là kỹ năng, kiến thức, nội dung chương trình và hiệu quả làm việc của ban tổ chức. Trên 90% sinh viên đánh giá sau khi tham gia Magic Window và IACAM đã tăng cường các kiến thức về văn hóa các nước, văn hóa làm việc của các công ty đa quốc gia, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin, linh hoạt. Hội trại và cuộc thi văn nghệ là những chương trình kết hợp nhiều nội dung và tập hợp đông đảo sinh viên. Qua chương trình, sinh viên được trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh, rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh khi thể hiện bằng tiếng Anh, đồng thời là một môi trường rèn luyện kỹ năng hội nhập quốc tế phong phú, đa dạng, kết hợp với văn hóa, văn nghệ, tạo cho đoàn viên, sinh viên có một sân chơi thật bổ ích và thú vị. Trong thời gian tới, các chương trình sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cao chất lượng, nội dung chương trình sẽ được chuyên sâu hơn, hướng đến hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. Bên cạnh đó, công tác xin tài trợ sẽ được đẩy mạnh để có thêm nguồn lực mở rộng quy mô, tạo thêm nhiều điều kiện cho sinh viên tham gia.